Hà Nội bóc hết 20 loại gạch, lát mới toàn bộ vỉa hè Hồ Gươm. Dự kiến giữa năm nay Hà Nội sẽ triển khai dự án lát mới toàn bộ vỉa hè Hồ Gươm. Hơn 20 loại gạch đá khác nhau sẽ bị thay thế bằng đá granite dày 10 cm. Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, trong đó có hạng mục cải tạo lại toàn bộ vỉa hè quanh hồ đang được quận Hoàn Kiếm tổ chức triển lãm và lấy ý kiến người dân. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long, do nhiều năm không được đầu tư hoàn thiện nên hạ tầng quanh Hồ Gươm đã xuống cấp. Sau nhiều đợt sửa chữa, vỉa hè quanh Hồ Gươm có hơn 20 loại gạch đá lát khác nhau dẫn tới thiếu đồng bộ. Đợt cải tạo lần này, thành phố sẽ cải tạo tổng thể, đem lại bộ mặt hoàn chỉnh quanh Hồ Gươm, ông Long nói. Dự án dự kiến sẽ bóc toàn bộ gạch block và ngay cả các diện tích đá phía đường Đinh Tiên Hoàng được lát trong dịp 1000 năm Thăng Long, Hà Nội cách đây 8 năm. Hơn 20 loại gạch đá cũng được thay thế bằng đá granite dày 10 cm có nguồn gốc từ Bình Định. Theo ông Phạm Tuấn Long, xác định đây là dự án bền vững nên vật liệu làm vỉa hè cũng bắt buộc xác định là vật liệu bền có độ ổn định hàng chục năm. Đây là dự án quan trọng, quận và thành phố đã chuẩn bị kỹ từ khâu nghiên cứu, lựa chọn vật liệu và giải pháp kỹ thuật thi công cũng như quá trình giám sát. Thành phố cũng đã xin ý kiến của các bộ ngành để hoàn thiện dự án, ông Long cho hay. Đá và gạch block bị thay thế sẽ được sử dụng lại ở các vườn hoa khác của quận. Các viên đá hiện nay chất lượng vẫn tốt, chỉ bị cháy xước do quá trình sử dụng về kỹ thuật vẫn xử lý được. Vì vậy, chúng tôi sẽ cho dùng lại ở vị trí phù hợp, ông Long nói. Cũng theo ông Long, việc lát đá vỉa hè quanh hồ thi công không phức tạp, hạng mục mất thời gian xử lý nhất chủ yếu liên quan đến hệ thống điện đi ngầm, hệ thống tưới nước tự động. Dự kiến giữa năm nay, quận Hoàn Kiếm sẽ triển khai dự án và hoàn thành vào dịp cuối năm.